Trong quá trình khai quật con tàu đắm ở Cù Lao Chàm, các nhà khảo cổ đã thu được khoảng 270.000 hiện vật, trong đó có những hiện vật cực kỳ quý hiếm, được công nhận là bảo vật quốc gia, như bình gốm Hoa Lam vẽ Thiên Nga, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Cái quý giá của cái bình này nó thể hiện được cả xương gốm và cái màu men rất là đẹp, nó tiêu biểu cho cái men của thế kỷ thứ 15. Vậy men và màu men của những hiện vật này có gì độc đáo và quý giá khiến nó trở thành những sản phẩm tiêu biểu cho đồ gốm xuất khẩu của Việt Nam ra quốc tế, phản ánh đỉnh cao của kỹ thuật và nghệ thuật chế tạo đồ gốm thời Lê Sơ. Còn nhiều những câu chuyện thú vị và những điều bí ẩn khác xung quanh lớp men gốm sẽ được chúng ta cùng nhau giải đáp trong chương trình Giải mã cuộc sống, bí mật của men gốm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau nhiều lần khai quật con tàu đắm ở Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy khoảng 27 vạn hiện vật, trong đó chủ yếu là các đồ gốm sứ thuộc nhiều dòng gốm với những họa tiết, hoa văn trang trí cực kỳ phong phú. Theo các nhà khảo cổ, một trong những điểm đặc biệt quý giá của đồ gốm sứ Việt Nam xuất khẩu ở thế kỷ 15-16 đó là men gốm Hoa Lam đặc trưng. Vậy màu men này được người xưa tạo ra như thế nào? Nó có gì đặc biệt khiến nhiều người ưa chuộng? Theo các nhà nghiên cứu, trong thế kỷ 14-16, cùng với Bát Tràng và những lò gốm quan ở kinh thành Thăng Long, làng gốm cổ Chu Đậu ở Hải Dương nổi tiếng với những sản phẩm gốm đặc trưng, được chế tác tinh xảo và tinh tế trong từng nét vẽ, thể hiện tính phóng khoáng, sáng tạo, đậm chất dân gian, hồn quê đất Việt vùng đồng bằng châu thổ Bắc Bộ. Những sản phẩm này không chỉ hiện diện trong những gia đình quan lại phú quý ở mọi miền đất Việt, chúng còn là một trong những mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao trong khu vực và trên thế giới. Gốm Việt Nam vốn là nổi tiếng. Mà người Nhật người ta đã nói rằng là ai mà có trong tay cái hiện vật của gốm Việt Nam là người giàu có và phong lưu ở những thế kỷ 15-16 đấy. Thế thì gốm Chu Đậu là thừa kế truyền thống gốm Việt Nam. Gốm Việt Nam thì có từ thời tiền sử, như chúng ta đã biết. Nhưng đặc biệt đến thời Trần thì đã phát triển rực rỡ ở cái bạc là bản danh của Trần Hưng Đạo. Nhưng mà sang đến thời Lê Sơ, tức là sau khi giải phóng đất nước khỏi giặc Minh ấy, thì những cái nghề phục vụ cho chiến tranh được chuyển sang thành cái nghề phục vụ triều đình, xuất khẩu và dân dụng. Thì trong đó có nghề gốm sứ. Cuộc khai quật con tàu đắm ở Cù Lao Chàm, Quảng Nam những năm đầu thế kỷ 21 đã thu về được khoảng 270.000 hiện vật. Sau khi lắp ghép thành bộ thì được khoảng 230.000 bộ. Trong đó hầu hết là các đồ gốm, sứ có xuất xứ từ Chu Đậu đang trên đường xuất khẩu ra nước ngoài. Vậy điều gì đã khiến cho những hiện vật gốm Chu Đậu trên con tàu được gìn giữ gần như nguyên vẹn, màu sắc tươi tắn và hoa văn sắc nét mặc dù đã nằm sâu từ 70 đến 72 mét dưới mực nước biển trong khoảng 600 năm? Đặc điểm gốm Chu Đậu là trước hết là về men. Men thì lấy men ngay của địa phương và màu men ấy thì là nó nhẹ, nó không nặng như của Trung Quốc, không đỏ quá, không xanh quá, không vàng quá, mà màu men của Việt Nam là rất hòa sắc và nhìn nó dịu. Có mà đặc biệt là khi đã nung ở trên 1.000 độ thì nó không phai, không biến dạng, không phai màu. Mặc dù phát triển rực rỡ trong thế kỷ 15-16, nhưng làng nghề Chu Đậu đã bị tàn phá dẫn đến thất truyền vào những năm cuối thế kỷ 16 trong cuộc nội chiến thời Lê Trịnh Mạc. Sau khoảng 400 năm thất truyền, đến những năm đầu thế kỷ 21, làng nghề gốm Chu Đậu đã được hồi sinh và men gốm Hoa Lam đặc trưng tạo nên danh tiếng và thương hiệu của gốm Chu Đậu xưa cũng được phục hồi, phát huy được những tinh hoa của dòng gốm cổ, tạo ra những dòng sản phẩm có chất lượng cao, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Theo các nhà nghiên cứu, dấu ấn nổi bật của gốm Chu Đậu chính là lối vẽ men lam đặc trưng trên nền trắng, tạo nên vẻ đẹp khi giản đơn, khi trau chuốt qua các nét phóng bút tài hoa của người thợ gốm nổi tiếng. Tuy nhiên, do hoàn cảnh lịch sử, làng nghề đã bị thất truyền và đến tận năm 2001 mới được khôi phục lại. Câu chuyện về hành trình khôi phục dòng men gốm Hoa Lam đặc trưng của gốm cổ Chu Đậu sau khoảng 400 năm thất truyền là như thế nào? Trước những năm 90, thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, một làng quê yên bình bên tả ngạn sông Thái Bình, vẫn được biết tới là nơi người dân sinh sống bằng nghề diệt chiếu cói và làm nông. Sau khi nhận được thông tin về chiếc bình gốm Hoa Lam quý giá được trưng bày tại bảo tàng Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, lãnh đạo tỉnh Hải Hưng khi ấy đã đề nghị các nhà khảo cổ học trong nước và quốc tế tiến hành 5 cuộc khai quật cùng nhiều cuộc khảo sát, thu thập tài liệu, hiện vật ở nhiều nơi và đi đến kết luận.
trung tâm sản xuất gốm mỹ nghệ cao cấp thế kỷ 15-16 chính là Chu Đậu. Tháng 8 năm 1983, chúng tôi phát hiện ra những hiện vật đầu tiên của Chu Đậu. Và đến năm 1990, khai quật đến lần thứ 5 và kết luận là gốm Chu Đậu là dòng gốm nổi tiếng của Việt Nam trong lịch sử và rất đa dạng, trong đó có cả gốm Tam Thái. Khi đã xác định được quê hương của làng gốm cổ Chu Đậu, vấn đề đặt ra cho chính quyền và nhân dân địa phương là liệu có thể khôi phục được làng nghề và dòng gốm mỹ thuật đỉnh cao này hay không? Câu trả lời lúc ấy là cần làm và phải làm. Tuy nhiên, để làm được điều này, công ty cổ phần gốm Chu Đậu khi ấy đã phải dành rất nhiều tâm sức. Do nó là cái thất truyền, cho nên ngay bản thân là những người dân ở đây cũng không biết là đây là có phát triển nghề gốm. Vì thế là cái thời gian đầu đấy là công ty cũng phải tuyển chọn rất là nhiều nhân lực và gửi đi các cái làng nghề, và về đây cũng mời các chuyên gia, các nghệ nhân để về đây là đào tạo tại đây. Và quá trình như vậy là cũng phải mất một thời gian dài mới ra được những cái sản phẩm đầu tiên. Đến năm 2001, nghề làm gốm Chu Đậu đã được chính thức hồi sinh. Trong đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng là tìm cách khôi phục bài men gốm hoa lam đặc trưng của dòng gốm cổ Chu Đậu. Tuy nhiên, do thiếu tài liệu, sử liệu và gần như không còn một ai am hiểu về gốm Chu Đậu xưa, nên hành trình này không hề dễ dàng. Những người làm gốm đã phải mất rất nhiều thời gian, công sức và trải qua nhiều thất bại. Gian dài như vậy và nhiều lần thử nghiệm như vậy nó mới thành công được, mới ra được một cái men cho chấu gọi là đúng theo kiểu gọi là gốm cổ Chu Đậu thời xưa đấy. Trên thế giới thì cái men cho thì có thể người ta dùng các loại cho củi. Thế nhưng mà Việt Nam mình thì các cụ đã áp dụng cái cho chấu là một cái rất là phổ biến, rất là thông dụng của Việt Nam, và cái đấy cũng mang tính chất là ổn định, rất là cao. Thế nhưng mà thực tế anh em nghiên cứu vào thì những cái đấy là đốt là nó vẫn không được bóng. Thế và khi tìm hiểu sâu hơn thì mình biết là ngày xưa là các cụ trộn với các cái vỏ sò và một số các đất ở vùng này. Các cụ còn dùng thêm cả cái tro cây dâu. Khi mà chúng tôi phân tích thì thấy cái hàm lượng kali natri trong cái hàm lượng kiềm trong cái cây dâu nó rất là cao. Theo các nhà nghiên cứu và sưu tầm cổ vật, lớp men gốm chính là yếu tố tạo nên sự độc đáo, nét tinh tế và thể hiện mỹ thuật đỉnh cao cho tác phẩm gốm. Họ cho rằng nếu vẻ đẹp của một tác phẩm gốm phần lớn phụ thuộc vào bàn tay của người nghệ nhân, thì nước men gốm chính là yếu tố quan trọng tạo nên một kiệt tác hoàn hảo. Đối với gốm cổ Chu Đậu, men gốm càng được coi trọng vì nó là một trong những yếu tố góp phần tạo nên thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế cho dòng gốm mỹ nghệ này. Cái men cho chấu thì cái nhiệt độ lung là tối thiểu là nó phải khoảng 1250 độ trở lên. Chúng tôi đã phải làm hẳn một cái lò riêng để đốt cái chấu. Mình đốt làm sao để nó phải triệt để được cái chấu để mình mới tạo được cái men. Và cái nhiệt độ lung là mình lung đúng ở cái nhiệt độ nguyên bản, nó mới tạo ra được cái độ tinh khiết, cái độ trong rất là cao. Nếu như là tất cả các cái hoa văn họa tiết, các cái chi tiết, các cái đường nét nó rất là sắc nét, rất là tinh xảo. Cũng như các đồ gốm sứ khác, nước men gốm Chu Đậu là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng và độ bền của sản phẩm. Men gốm có tính chất vật lý và hóa học tương tự như thủy tinh, nhưng bề mặt cứng hơn, không thấm nước, mịn và sáng bóng, ít bị vết bẩn. Có thể nói, hành trình tìm lại bài men cho chấu đặc trưng của gốm Chu Đậu chính là tìm lại giá trị độc đáo của dòng gốm hoa lam. Điều này cũng đã góp phần tạo dựng nên thương hiệu gốm Chu Đậu ngày nay, giúp các sản phẩm của làng nghề được nhiều người ưa chuộng cả ở trong nước và trên thị trường quốc tế. Đến đây, một câu hỏi đặt ra là men gốm thực chất là gì? Tại sao men gốm lại có độ láng bóng, đẹp mắt và cứng cáp đến như vậy? Theo các nhà nghiên cứu, men gốm chính là một lớp giống như thủy tinh được cấu tạo từ hỗn hợp của các vật liệu khoáng theo một tỷ lệ nhất định phủ lên trên bề mặt xương gốm rồi cho vào lò nung ở nhiệt độ cao để làm chúng nóng chảy thành lớp mỏng, có độ dày thường từ 0,15 cho đến 0,4mm. Men gốm là một hệ phức tạp của nhiều oxit khác nhau, được chia thành 3 loại chính là oxit bazơ, oxit axit và oxit lưỡng tính. Do là men gốm là một lớp thủy tinh, vì thế nên nó sẽ có những tính chất hóa học tương tự giống với thủy tinh, ví dụ như là bề mặt cứng này, bóng, mịn, sáng. Ngoài ra thì nó có những đặc tính khác, ví dụ như là khả năng là không thấm nước, khó bám màu và khó mà bị biến đổi màu sắc trong quá trình sử dụng. Có một điều thú vị là với cùng một bài men, một cách phun hoặc nhúng trắng men lên bề mặt sản phẩm, nhưng khi nung lại cho ra những màu men có độ trong, độ bóng mịn khác nhau. Vậy dưới góc độ của các nhà hóa học, điều này sẽ được lý giải như thế nào? Trong quá trình sản xuất gốm, người ta sẽ trộn vào nó những cái chất mình gọi là chất màu. Nó là các hợp chất của kim loại.
khi mà dưới tác dụng nhiệt độ thì nó sẽ cho ra những màu sắc khác nhau. Có những hợp chất của kim loại chỉ cho ra một màu sắc duy nhất, nhưng có những kim loại hoặc có những oxit của kim loại thì cho ra những màu sắc khác nhau, ví dụ như titan oxit chẳng hạn. Điều thứ hai nữa là trong quá trình chúng ta nung nóng thì có một số chất màu đã bị bay hơi lên, thì cái men nó sẽ lại có một màu khác. Mà khi chúng ta nung ở nhiệt độ vừa phải, phù hợp với cái nhiệt độ cái chất màu đấy, thì cái độ đậm hoặc là cái độ sắc nét của men nó lại sẽ thay đổi. Thưa quý vị và các bạn, như vậy có thể nói, để làm ra một sản phẩm gốm mỹ nghệ tinh xảo, đặc biệt là tạo được lớp da men đặc sắc, góp phần tạo nên sự hoàn mỹ cho sản phẩm, người thợ gốm cần trải qua rất nhiều công đoạn. Mỗi công đoạn lại đòi hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật, sự sáng tạo và những bí quyết riêng. Điều này cũng được thể hiện rõ khi những nghệ nhân làng nghề Bát Tràng đã tạo ra men hỏa biến, khiến những sản phẩm mỹ nghệ của làng nghề có truyền thống hàng ngàn năm tuổi này trở nên nổi tiếng và được nhiều người ưa chuộng. Là một người gắn bó với nghề gốm cổ truyền gần nửa thế kỷ, nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn, chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ nhân làng gốm Bát Tràng Hà Nội, là người đã pha chế thành công loại đất làm ấm từ xa, có chất lượng không thua kém chất đất ở nơi ra đời chiếc ấm từ xa huyền thoại. Trong một lần được tiếp cận với một sản phẩm có màu sắc độc đáo đẹp mắt, ông đã dành thời gian, tâm sức để nghiên cứu và cho ra đời dòng sản phẩm mới, có chất liệu mới lạ, mỹ thuật hình khối tinh xảo và đặc biệt càng sử dụng càng bóng. Điều này có được là do bài men độc đáo, men hỏa biến. Như mọi người đang sử dụng thì gọi là dòng men hỏa biến. Nhưng thực tế cái từ chuyên môn của nghề thì gọi là dòng men hiệu ứng. Men hai da ba da. Hai da ba da ở đây có nghĩa là gì? Hai lớp men hay ba lớp men khi qua lửa thì nó tạo lên cái màu sắc nó đẹp, nó sâu và nó có độ chảy, độ tưa. Đến đây câu hỏi đặt ra là bản chất và thành phần cấu tạo của men hỏa biến là gì? Tại sao hỏa biến lại tạo ra được những màu sắc độc đáo đến như vậy? Thực ra men hỏa biến thì được hiểu đơn giản hỏa là lửa, còn biến là sự biến đổi, thay đổi. Hay nói cách khác là trong cái thành phần của men hỏa biến có chứa oxit sắt cũng như là có chứa titan. Thành phần này giúp cho khi nó được nung đến một cái nhiệt độ khác nhau, mức nhiệt khác nhau thì nó sẽ có những cái màu sắc khác biệt nhau. Ví dụ như là titan khi nung ở nhiệt độ cao sẽ phản ứng bị oxy hóa, và oxit titan có một đặc điểm là độ dày khác nhau thì nó sẽ cản trở ánh sáng vùng khác nhau, dẫn đến là nó sẽ có những cái màu sắc khác nhau. Vì vậy nên với cái nhiệt độ khác nhau thì men hỏa biến đấy nó sẽ biến đổi theo các màu sắc khác nhau do cái độ dày của lớp oxit phản xạ ánh sáng. Có một điều là lớp da men đặc biệt ấn tượng và đẹp mắt như thế này, mặc dù chỉ phủ bên ngoài một lớp rất mỏng, chưa đến nửa mm, nhưng thực chất nó có từ hai lớp men trở lên. Vậy nghệ nhân đã làm thế nào để có thể tạo ra nhiều lớp men trên cùng một sản phẩm? Những lớp men chồng đè lên nhau mà phải có một cái lớp dẫn chảy. Nghĩa là cái lớp men 1 của nó là cái lớp này nó không phải là men đứng. Mà khi đưa vào cái lò là nó bắt đầu nó kết hợp các màu men ở phía trên thì nó tạo thành một cái chất dẫn chảy để chồng đè lên nhau thì nó tạo ra cái màu sắc như chúng ta đã nhìn thấy. Như vậy, người thợ gốm Bát Tràng cần phải phủ lần lượt nhiều lớp men và nung nhiều lần mới có thể tạo ra được lớp men hỏa biến đa màu sắc và đẹp mắt như vậy. Đến đây một câu hỏi nữa được đặt ra là liệu người thợ gốm có cách nào để điều chỉnh, tính toán và tạo ra được hình ảnh theo ý muốn của mình hay không? Không thể như mình muốn được. Bởi vì nói về hỏa biến thì cái câu chuyện của men phải tự nói chuyện trong cái độ dày mỏng của men trong lò, trong lửa. Tự, còn không thể hướng nó theo một cái cố định, nghĩa là khi anh chỉ có thể khống chế được nó dài hay ngắn. Mặc dù không thể khống chế được sự biến đổi của quá trình hỏa biến, tuy nhiên người thợ gốm lành nghề có thể khống chế được nhiệt độ nung hay độ dày, độ mỏng của lớp men trước khi nung để tạo ra những sản phẩm tương đồng nhau mà người bình thường khó có thể phát hiện ra. Thưa quý vị, có thể nói dưới bàn tay tài hoa của những người thợ, những sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ độc đáo, đẹp mắt và quý giá đã được ra đời. Đó chính là kết tinh của tài năng, sự sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo của người nghệ nhân cùng những người thợ thủ công tài hoa trong các làng nghề truyền thống. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình Giải mã cuộc sống lần sau.